quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Việt Ngọc rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Ngồi không ăn lương. Bắt ba phóng viên tống tiền doanh nghiệp ở Cao Bằng. Lắc hoa cưới trên hai ngôi mộ liệt sĩ. Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì phát hiện sự cố động cơ. Ngồi không ăn lương. Trong khi chờ thi vào biên chế, Vân mất hết tinh thần khi liên tiếp đọc tin về tình trạng dôi dư và các yêu cầu tinh giản nhân sự gần đây. Vân thuộc diện hợp đồng 68 đang làm việc tại phòng tài vụ, quản trị thuộc một cơ quan trung ương. Phòng Vân có khoảng 20 người, nhưng phần lớn công việc dồn lên một vài người, kể cả những nhân viên hợp đồng nhưng có chuyên môn như Vân. Những người khác đã chắc chân biên chế lại có sẵn quan hệ nên làm việc cầm chừng, đi muộn về sớm. Chỉ tiêu bổ sung quá ít, lại không có đồng nghiệp nào đến tuổi hưu để điền vào chỗ trống. Vân nói với tôi, hy vọng của em ngày càng hẹp. Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức và 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2026. Số lượng công chức viên chức ở Việt Nam dao động ở mức khoảng 3 triệu người. Tùy thời điểm, khảo sát của Ngân hàng Thế giới World Bank năm 2016 cho thấy Việt Nam có tỷ lệ công chức viên chức trên dân số thuộc top đầu khu vực ASEAN và nhỉnh hơn Thái Lan, Nhật Bản. Ông Nguyễn Xuân Phúc, khi còn là Phó Thủ tướng từng đánh giá, bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức, không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về. Tinh giản biên chế là chủ trương đúng nhằm làm gọn bộ máy và giảm áp lực lên ngân sách nhà nước. Nhưng tinh giản ai, khu vực nào, dựa trên tiêu chí gì là những câu hỏi mà nếu không được trả lời minh bạch sẽ dẫn đến việc người giỏi mất chỗ, còn người lười tiếp tục ngồi chơi. Sa thải một tỷ lệ nhất định nhân viên là biện pháp giúp tăng năng suất lao động. Sau gần 10 năm làm việc cho các hãng công nghệ Mỹ, tôi chứng kiến phương pháp này hiệu quả một cách phũ phàng. IBM, Intel đều từng tiến hành những đợt sa thải quy mô lớn, sau đó tăng trưởng doanh thu rõ rệt. Được họ đánh giá nhờ hiệu quả làm việc tăng và sự kích thích động lực sáng tạo trong những nhân viên còn lại. Năm 2020, IBM sa thải khoảng 10.000 nhân viên. Năm 2021, IBM tăng trưởng doanh thu 3,93% sau nhiều năm liên tiếp giảm. Năm 2007, Intel sa thải 10% nhân viên và tăng trưởng liên tục từ năm 2009. Để có căn cứ sa thải, các tập đoàn công nghệ này áp dụng hệ thống quản lý hiệu suất PMS, Performance Management System, với các bộ tiêu chí có thể lượng hóa. Mỗi nhân viên sẽ thuộc một trong các nhóm từ hiệu suất cao nhất, nhóm A, hiệu suất cao nhóm B, hiệu suất trung bình nhóm C, hiệu suất thấp nhóm D, hiệu suất thấp nhất nhóm E. Khoảng gần 10% nhân viên sẽ thuộc nhóm A và gần 10% thuộc nhóm E. Đi kèm với hệ thống quản lý hiệu suất là hệ thống lương thưởng theo hiệu suất. Nhóm A có cơ hội tăng lương thưởng, thăng chức. Những người liên tục rơi vào nhóm D và E bị xem xét cho nghỉ việc. Phương pháp quản lý nhân sự hiệu quả của khối tư nhân đã tác động đến chính sách khối công vụ tại nhiều quốc gia. Chính phủ Anh từng xây dựng chính sách công mới dựa trên hệ thống quản trị hiệu suất PMS và trả lương theo hiệu suất BRP. Mô hình này tương đồng với phần tôi đã mô tả trong các công ty trên. Chính phủ Anh cho rằng nhân viên công vụ cũng là những nhà cung cấp dịch vụ được hưởng lương dựa trên chất lượng công việc chứ không theo thâm niên. Singapore cũng áp dụng cơ chế lương linh hoạt dựa trên hiệu suất lao động vào năm 1988. Lương công chức của Singapore rất cao, đi kèm đãi ngộ tốt, nhưng họ không được hưởng chế độ công chức trọn đời. Chuyện một công chức thâm niên bị mất việc không phải là chuyện hiếm ở Singapore. Việt Nam cũng có hệ thống đánh giá hiệu suất công chức, viên chức, nhưng còn mang tính hình thức. Theo báo cáo của Chính phủ năm 2019, tỷ lệ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mức cao nhất chiếm 23,52%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 73,38%, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực chiếm 2,15% và không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,61%. Đối với viên chức, tỷ lệ này lần lượt là 23,58%,
đến 70,84%, 4,96% và không hoàn thành nhiệm vụ là 0,46%. Những số liệu khiến tôi liên tưởng kết quả xếp hạng học sinh khi tỷ lệ xuất sắc và giỏi chiếm hơn 94%, tỷ lệ kém chưa đến 1%. Thước đo trong trường hợp này đã không làm tốt nhiệm vụ phân loại của nó. Đó là chưa kể, rất khó để sa thải 1% số công chức viên chức kia. Theo Nghị định số 112, mức kỷ luật thôi việc chỉ áp dụng với công chức viên chức vi phạm pháp luật, kỷ luật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nghiện ma túy. Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức 2019, cán bộ 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể bị buộc thôi việc. Sa thải công chức là việc khó ở nhiều quốc gia. Nước Anh từng quyết định phải thay đổi toàn diện nền văn hóa công chức bằng cách sa thải. Một bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng David Cameron lúc đó thừa nhận chất lượng hơn 2 triệu công chức rất tệ, bộ máy quá cồng kềnh, các công chức rất lười biếng, trong khi lãnh đạo khó sa thải bất cứ ai. Hàn Quốc cũng có chính sách cho thôi việc những người thuộc nhóm hiệu suất thấp nhất. Mỗi năm có một số lượng công chức nhất định bị cho nghỉ việc. Một người nghỉ việc tạo ra một ghế trống để người mới vào. Người mới sẽ làm việc với tinh thần phấn chấn cho hiệu suất cao hơn và là nền tảng cho sự phát triển của hệ thống trong tương lai. Cách quản trị nhân sự của doanh nghiệp khác với quản lý hành chính công. Cơ chế quản lý của nước này cũng không giống nước khác. Tuy nhiên, có những điểm tương đồng trong quản trị con người mà Việt Nam có thể tham khảo. Việc thay máu nhân sự nhanh và quyết liệt là yếu tố giúp hiệu suất lao động tăng cao ở bất cứ môi trường làm việc nào. Muốn loại bỏ đúng những công chức, cấp ô, nâng cao hiệu quả phục vụ, Việt Nam cần xây dựng được hệ thống đo lường hiệu suất khoa học và minh bạch trong lĩnh vực công. Bắt 3 phóng viên tống tiền doanh nghiệp ở Cao Bằng. Thưa quý vị, trong khi ngồi ăn uống với chủ một doanh nghiệp và nhận số tiền trên 100 triệu đồng, 3 phóng viên bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 27 tháng 7, tổ công tác của Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang các phóng viên và cộng tác viên của một số cơ quan báo chí gồm Nguyễn Hùng, báo Tài nguyên Môi trường, Công Hải, cộng tác viên báo Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Văn, báo Pháp luật Việt Nam đang nhận trên 100 triệu đồng của một doanh nghiệp. Trước đó, 3 phóng viên này, trong đó có phóng viên thường trú phụ trách các tỉnh vùng Đông Bắc, đã móc nối với nhau để điều tra và đã đăng tải nhiều bài về sai phạm đất đai ở Cao Bằng, sau đó gặp gỡ với tổ chức cá nhân doanh nghiệp để thỏa hiệp và có dấu hiệu tống tiền. Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận thông tin, đồng thời cho biết cơ quan công an địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Lãng hoa cưới trên 2 ngôi mộ liệt sĩ. Kính thưa quý vị, giữa rất nhiều chương trình hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 đang diễn ra trên khắp cả nước, câu chuyện về một đám cưới của hai liệt sĩ quê ở Nghệ An và Bắc Giang đã khiến nhiều người ngỡ ngàng và xúc động. Đám cưới là chuyện không lạ, nhất là sau 2 năm ảnh hưởng do đại dịch. Thời điểm này, lễ cưới của nhiều lứa đôi đang diễn ra với mật độ dày đặc, nhưng đây lại là đám cưới của hai chiến sĩ đã hy sinh cách nay vừa đúng 50 năm. Sau nửa thế kỷ, giờ đây, thân nhân của hai liệt sĩ đã quyết định tổ chức thành hôn cho họ. Chú rể là liệt sĩ Đặng Văn Cự, sinh năm 1946, quê ở Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, và cô dâu là liệt sĩ Nguyễn Thị Diễn, sinh năm 1947, quê ở Đô Lương, Nghệ An. Hai người công tác cùng một đơn vị ở Tây Quảng Bình cùng hy sinh vào ngày 29 tháng 12 năm 1972. Thân nhân của cả hai gia đình đã rất sàn nàn trên hành trình tìm lại mộ phần. Và rồi khi tìm được, qua những từ từ của hai liệt sĩ, biết thời điểm trước lúc hy sinh, họ đã chuẩn bị kết hôn. Nhưng ngày vui ấy đã không đến được. 50 năm sau, trong nghĩa trang ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, trước hai nấm mộ liệt sĩ, hai gia đình đã làm đủ nghi lễ của một đám cưới để tác hành cho hai linh hồn. Cũng gần 10 năm trước, khi lên Phò Hèn, Móng Cái, Quảng Ninh để viết về những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, chúng tôi đã về nhà của nữ anh hùng Hoàng Thị Hồng Chiêm. Chị Chiêm là mậu dịch viên của cửa hàng thương nghiệp Phò Hèn, lên thăm người yêu Bùi Văn Lượng. Anh Lượng khi ấy đang là hạ sĩ quan công an vũ trang của đồn biên phòng Phò Hèn. Sáng 17 tháng 2 năm 1979, khi quân Trung Quốc bất ngờ tiến đánh đồn, chị Chiêm đã sát cánh bên người yêu của mình, ôm súng chiến đấu và cả hai anh chị đã hy sinh cùng anh em chiến sĩ đồn Phò Hèn. Năm 2013, cựu binh Hoàng Như Lý, người bạn thân của chị Chiêm và anh Lượng, đã đưa chúng tôi về tận gia đình của chị Chiêm và đưa ra thắp nhang trên mộ phần của chị.
anh Lý bảo rằng ước gì có thể làm được lễ cưới cho hai người bạn chiến đấu của mình. Vậy rồi 5 năm trước, tháng 8 năm 2017, lễ cưới của hai liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm và Bùi Văn Lượng đã diễn ra do anh Lý làm chủ hôn. Đoàn nhà trai đưa di ảnh anh Lượng từ Hạ Long ra Bình Ngọc, Móng Cái để rước dâu ở ngôi nhà tình nghĩa được địa phương xây dựng để thờ nữ anh hùng liệt sĩ, rồi sau đó di ảnh của chị Chiêm được gia đình rước về nhà chồng. Câu chuyện về đám cưới của hai cặp đôi liệt sĩ có lẽ là những câu chuyện hiếm hoi, nhưng thông điệp cho cuộc sống từ câu chuyện này lại có sức lan tỏa mãnh liệt. Hạnh phúc lứa đôi, dựng vợ gả chồng là chuyện đương nhiên của đời sống thường nhật. Nhưng ngay cả khi hy sinh rồi, khi thân xác đã thành cát bụi, đắp đền sông núi, thì tình yêu của họ vẫn tiếp tục được người ở lại nâng niu tiếp nối. Câu chuyện về những đám cưới của những cặp đôi anh linh liệt sĩ như chị Chiêm anh Lượng, như chị Diễn anh Cự chắc chắn sẽ khiến người còn sống hôm nay cảm nhận được giá trị của hòa bình, của hạnh phúc lứa đôi, của mái ấm tình yêu, mái ấm gia đình và trên tất cả là tình yêu vĩnh cửu. Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì phát hiện sự cố động cơ. Thưa quý vị, một chuyến bay của hãng Vietnam Airlines đang trong quá trình lấy độ cao thì buộc phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Đà Nẵng vì sự cố động cơ. Chiều ngày 27 tháng 7, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Đoàn Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Trung, xác nhận thông tin sự cố trên và cho biết chuyến bay gặp sự cố mang số hiệu VN7184 có lịch trình Đà Nẵng - Hà Nội. Khi chuyến bay vừa cất cánh được vài giây, cơ trưởng phát hiện sự cố kỹ thuật tại động cơ số 2 nên đã yêu cầu quay đầu hạ cánh khẩn cấp. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Đà Nẵng và phải tạm dừng khai thác để kiểm tra kỹ thuật. Hành khách trên chuyến bay này được đưa trở lại nhà ga và bố trí lên một máy bay khác. Ông Hưng thông tin, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không Miền Trung nhận định đây là sự cố hàng không nhưng không nghiêm trọng. Thông tin về sự cố trên, phía hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay gặp sự cố mang số hiệu VN7184 khai thác bằng tàu bay Airbus A321 cất cánh từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 10 giờ 31 sáng ngày 27 tháng 7 do phát sinh cảnh báo kỹ thuật. Sau khi cất cánh, tổ lái đã quyết định cho tàu bay quay lại sân bay Đà Nẵng để kiểm tra theo quy định. Tại đây, toàn bộ hành khách đã được chuyển sang các chuyến bay khác cùng hành trình và khởi hành trước 13 giờ 30 phút cùng ngày. Hãng hàng không khẳng định để đảm bảo an toàn hàng không, tổ lái chuyến bay đã tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác, nhanh chóng chuyển hướng máy bay hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đây là sự cố liên quan tới an toàn khai thác bay. Tổ lái VN7184 đã kịp thời xử lý khi phát hiện động cơ số 2 không hoạt động và cho máy bay quay đầu. Máy bay hạ cánh bình thường đảm bảo an toàn tuyệt đối. Động cơ máy bay không bị cháy, Cục Hàng không đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đánh giá mức độ sự cố và có hướng xử lý phù hợp. Nếu cần thiết sẽ phải lập tổ điều tra sự cố, lãnh đạo Cục Hàng không nói. Theo vị lãnh đạo, về nguyên tắc, trước khi khai thác máy bay, được kiểm tra kỹ thuật chặt chẽ, đủ điều kiện mới được cất cánh. Tuy nhiên, cũng có những tình huống phát sinh bất ngờ. Trong hàng không, an toàn là số 1. Với bất kỳ trường hợp nào thì an toàn của chuyến bay cũng phải được đặt lên hàng đầu.